Hello, Lâm Ngọc Phượng xin thân ái kính chào toàn thể quý vị và các bạn thân thương đã trở lại kênh Cuộc Sống Việt ở Colorado cùng với Lâm Hoàng Phượng. Hôm nay là ngày thứ 5, ngày 16 tháng 9 năm 2021. Và cái đề tài hôm nay Lâm Ngọc Phượng xin được chia sẻ cùng với tất cả mọi người đó là cái đề tài về Quit Claim Deed. Việc đầu tiên chúng ta nên tìm hiểu hai chữ quit claim và quit claim nó khác nhau. Rất là nhiều người trong cộng đồng của chúng ta dùng cái từ quit claim chứ không phải là quit claim. Quit là C-U-I-C-K, đó là cái từ bỏ cuộc hay là nghỉ. Còn quit là Q-U-I-T, là đúng cái từ của nó là quit claim deed, sang nhượng chủ quyền nhà cho người khác đứng tên. Đồng Phượng đưa ra một cái thí dụ rất là dễ hiểu. Cha mẹ trả cái căn nhà đó hết rồi, không còn thiếu nợ nữa, và muốn sang nhượng lại cho một người con của mình để mà cha mẹ được về hưu, thì họ chỉ cần đi ra ngoài Office Depot hay là họ lên online, lên trên mạng, vào cái website của cái county tìm cái đơn quit claim để mà ký sang nhượng tên của họ qua tên của con họ. Nhưng mà Long Phượng muốn quý vị lưu ý, đã sang nhượng rồi, đã ký qua rồi, đã đóng mộc rồi là sẽ không thay đổi, có nghĩa là cho rồi, không được đòi trở lại. Cho nên quý vị hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi sang nhượng cái căn nhà đó cho con của mình hay là cho một ai đó. Và Long Phượng cũng khuyên cho quý vị nào mà nhận cái căn nhà, đó là một thí dụ. Cái thí dụ thứ hai, thí dụ như quý vị có một người bạn, một người hàng xóm muốn bán căn nhà cho quý vị, thì người hàng xóm đó nói là chúng tôi đã trả xong căn nhà này rồi, bây giờ tôi bán lại cho bạn, bạn mua thì không cần đi qua địa ốc, không cần đi đâu hết, để khỏi tốn chi phí để tôi bán căn nhà này rẻ cho bạn. Thì quý vị không biết, quý vị đưa tiền cho họ cái giá nào đó thì họ sẽ điền cái form quit claim sang nhượng lại cho quý vị căn nhà đó. Nhưng mà quý vị có thể không biết, hoặc cái người bán nhà đó có thể không biết, nhiều khi cái căn nhà đó đã trả hết rồi nhưng mà họ có một cái lien nào đó, thí dụ như cái tax lien, họ không có trả tiền thuế, họ quên trả cái tiền gì đó, thì cái sở thuế có quyền lien vào cái căn nhà này. Mà quý vị mua, quý vị chỉ biết là quit claim thôi, không biết là còn thiếu nợ gì nữa hay không, chỉ tưởng là hết cái mortgage, là hết nợ căn nhà. Quý vị, là cái đó là một cái sai lầm lớn nha quý vị. Quý vị nên trước khi nhận của ai đó quit claim hay là chuyển qua chuyển lại chuyển thẳng để mà khỏi tốn chi phí, thì quý vị cũng phải nên tìm cái title company để họ làm cái title search, coi thử căn nhà đó thật sự có không còn thiếu nợ, không có dính líu gì với cái nợ hay là không. Và quý vị có thể tìm tới người luật sư bất động sản, chuyên về bất động sản, để họ tìm hiểu cho quý vị trước khi quý vị đưa tiền mua cho cái mua căn nhà, nhưng có nghĩa là đi thẳng mua nhà để mà mua được rẻ và không tốn chi phí. Nếu mà quý vị nào có thắc mắc về cái quit claim, quý vị có thể lên cái website để tìm hiểu, để là quit claim deed, cái luật quit claim deed ở Colorado, thì quý vị sẽ đọc được những cái thông tin về cái quit claim, cái sự hướng dẫn để quý vị điền đơn như thế nào. Lâm Phượng chỉ chia sẻ được bấy nhiêu thôi, và như thường lệ Lâm Phượng xin chúc cho tất cả quý vị thật nhiều sức khỏe và vạn sự an lành. Một lần nữa, quý vị nào có nhu cầu cần đến việc mua bán bất động sản, xin đừng ngần ngại liên lạc với Lâm Hoàng Phượng ở số 720-327-2500 hoặc ở số 720-927-6789. Lâm Phượng xin chào, tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình kế tiếp. Bye bye!